đi ha, gắn điện đúng rồi, làm chỉnh ha, mở nguồn chưa vậy không chỉnh thời gian ha, không khi mình hẹn giờ mà nó hết kêu là đúng, mở lên là nó kêu nhạc là biết là vô điện rồi. Em 25 phút giờ giảm đau á là sẵn xung số 1 đúng không? Dạ. Đến cơ bản xung số 1 đi. Đúng. Rồi chỉnh tần số ha, tần số giảm đau là từ khoảng 60 đến 100. Đúng không? Chỉnh 60. Này là 60 đi ha thầy. 60 66 thì. 20 40 60 80 100. Bắt đầu mình chỉnh cường độ ha. Xung rồi tới cường, tần số tới cường độ là cũng 10 10 10 luôn, khoảng cách là 10. Giảm đau á thì là khoảng nhiêu? Từ 4.5 đổ lên ha. Chỉnh từ từ lên thôi. Khi nào bệnh nhân người ta cảm thấy là nhẹ quá thì mình lên nữa. Nhẹ quá thì mình lên nữa. Đó. Ủa, lúc này mình đã gắn điện vô người ta chưa thì? Gắn rồi, 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 gắn rồi, rồi mới mới chỉnh chỉnh điện chứ. Chỉnh. Không học đâu, xác định đúng việc. Rồi ha. Đó. Rồi chưa? Thì các bạn thấy đúng rồi, gắn điện chưa? Cái này là cường cường độ. Cường độ. Khoảng cách 0 đến 2 là khoảng cách 10 người. Rồi bây giờ nè, ai thí nghiệm? Thầy ơi. Thầy lớp trưởng ơi. Phải có châm kim nhé. Thầy lớp trưởng ngồi xuống thầy châm. Đâu vài gái này. Không bây giờ hai cái lấy cái ghế cho bệnh nhân ngồi đi. Trời. Thấy cái poker nó sẽ giật khác này. Một cái này là châm cho hai người được này. Mọi người chứ hai người chứ. Mọi người châm cái kim đâu mọi người xuống. Sao thấy nó giảm xuống từ từ không? Nó lên từ từ nè, mạnh nè, mạnh nè. Mạnh nè. Mạnh nè. Mạnh nè. Xuống nè. Xuống nó. Mạnh lên thấy không? Thấy không? Chút nhìn xuống mỏ. Rồi. Thấy không? Mày thấy khác biệt kìa. Rồi. Thấy cái số 5 nè. Thầy thường ở viện mình xài số mấy thầy? Hay xài 2 đúng không? Thầy xài số 1, số 2 nè. Ba bốn năm rồi không có thử. Ta đi đứng thì đứng ghế.